Rồi mình đi vào cái góc này ha. Rồi dòm lên thì ở đây chỉ có một cái lỗ trống duy nhất dành cho ba cái cây thôi, thì cái lá mà nó gần dưới đáy nhất nè là lá này nè, mình lấy qua khối ra tương đối thôi, ném là được. Cái đó là ném qua lửa, đây có một cái vệt màu đen như thế này, ném qua lửa nằm ngay giữa như thế này, ném là được. Rồi đốt lên ra che hết các góc, có thể bò lên quả flash ở đây nữa là xong, là mình có thể lên được đây.